Dạ, nhóm thôn nữ miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị, các bạn. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là thầy Trí và cô Phượng, trao lì xì Tết cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó học giỏi. Thì hộ gia đình đầu tiên mà con đến thăm sẽ là gia đình của bé Dung. Thì con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong nhà để mà hỏi thăm hoàn cảnh của em. Dạ, em chào chị, chào con nha. Dạ, chào cô. Chào con, giỏi. Dạ, con đang ngồi nè, con xích lên đây ngồi nè. Dạ, em chào chị nha. Hôm nay thì em đến thăm gia đình, thì đầu tiên thì em cũng xin phép được hỏi hoàn cảnh gia đình của mình một chút xíu nha chị. Dạ. Chị chia sẻ giùm em hiện tại là gia đình mình là đang sống cùng với ai, có ba mẹ con hay sao chị? Có ba mẹ con à, rồi lăn lội làm mướn nặng nuôi con đi học. Dạ, còn anh nhà thì sao chị? Chết rồi. Anh nhà mất là... Mất 7 năm rưỡi rồi. Dạ, anh là bị bệnh hay là sao chị? Ngủ luôn không rồi chết luôn. Ngủ xong rồi sáng thì không có dậy nữa. Sáng thì dậy không được. Kêu rồi hết hồn luôn rồi, thấy chồng mình chết rồi. Dạ, vậy là lúc đó là bé này thì bé cũng còn rất là nhỏ đi. Luôn. Mới biết đi rồi. Dạ, rồi từ đó tới giờ thì một mình chị... Một mình nuôi hai đứa. Gồng gánh lo cho hai bé. Hiện tại là hai bé vẫn còn đi học luôn. Dạ, dạ. Bé lớn thì tên là bé lớn tên là Mỹ Dung. Dạ. Dạ, còn bé nhỏ Vắng, Đào Trọng Vắng. Bé Vắng thì học lớp mấy hả chị? Lớp 3 rồi. Mỹ Dung học lớp 10. Hiện tại là cái việc học của hai bé thì có tốn kém nhiều không chị? Tốn kém mà cũng gắng lăn lội nuôi hai đứa em, hai đứa con nữa. Dạ. Thiếu thốn lắm mà cũng gắng buồn. Hàng ngày thì không biết là chị làm công việc gì ha? Đi như người ta kêu làm cỏ rồi làm, rồi chạy gạch luôn. Rồi như ai kêu giúp việc nhà, lau nhà, quét nhà cho người ta đó làm luôn. Dạ. Rồi sức khỏe chị có tốt không? Mà một ngày mà chạy quá trời việc luôn. Có khi mệt quá mua thuốc uống rồi. Dạ, gán gồng lên ha. Rồi làm như vậy nếu mà ngày nào mình không làm thì chắc chắn là sẽ không có, không có tiền phí. Dạ. Rồi đó giờ có ngày nào mà mình bị hụt tiền không chị? Có, mà cũng gắng nín thinh đi rồi cái ngày mai cái mình đi làm lại. Dạ. Là mướn nó có đi làm. Có khi thiếu không ai hay nữa. Dạ. Còn những ngày mà mình đi làm chạy việc từ sáng tới chiều thì chị kiếm được khoảng bao nhiêu tiền để mà lo cho hai bé? Cả 100.000 à, mà cũng chi phí cũng sống cũng đủ ngày đó rồi. Dạ. Thiếu cho ngày mai, rồi ngày mai mình tính nữa. Hàng ngày thì hai bé đi học là tốn khoảng bao nhiêu tiền để mà các bé đến chi trường? Chi phí là sáng đi học hết 50.000 rồi. Là hai bé luôn? Hai bé. Dạ. Bé lớn thì đi học là khoảng sử dụng khoảng bao nhiêu tiền để mà mình đến trường? 30.000 Còn bé nhỏ thì 20.000. Dạ. Là em xin phép hỏi thăm bé Mỹ Dung một chút xíu nha. Dạ, dạ. Hiện tại là con học lớp 10 của trường nào vậy con? Dạ, trường Nguyễn Khiêm. Nguyễn Vĩnh Khiêm. Hằng ngày con đi học là con có xe để đi không hay là? Có, đi xe điện. Mua xe đạp điện đó. Mẹ cũng gán để mà lo cho bé. Cho đi học luôn. Đi xe đạp điện đến trường rồi từ ở chỗ này đi đến trường thì khoảng mất khoảng bao lâu con? Dạ, có 20 hoặc là nửa tiếng. Nửa tiếng ha. Rồi học lớp 10 vậy rồi Mỹ Dung có thấy là mình khó khăn về điều kiện vật chất hay là gì không con? Hay là đi học thì có thấy bài khó không? Dạ cũng có thì môn nhưng mà em con làm được ha. Rồi môn nào là con học giỏi nhất? Dạ môn ngữ văn. Môn ngữ văn. Còn môn nào mà con cảm thấy là mình khó hiểu nhất? Dạ môn toán. Môn toán. Rồi bình thường đi học là con học 2 buổi luôn hay sao? Dạ. Vậy là không có tiền để cho học thêm, học có một buổi rồi. Dạ. Rồi khi học xong mà về nhà mẹ đi làm chưa về á thì bình thường là Mỹ Dung sẽ có phụ mẹ công việc nhà không? Dạ có. Thường là con sẽ làm gì vào những cái ngày mà nghỉ này với lại khi mà về đến nhà thì con thường là làm gì vậy? Dạ nấu cơm, quét nhà, có khi giặt đồ. Nấu cơm ha. Vậy con có biết làm đồ ăn không? Dạ cũng sơ sơ. Con thường là con ơi, nếu mà mẹ chưa nó kịp làm đồ ăn thì con làm gì cho cả gia đình mình ăn? Ví dụ xào rau hoặc là chiên trứng gì đó. Là những món mà đơn giản. Xong rồi thường là mẹ về ăn cơm chung luôn hay là hai chị em ăn cơm trước? Mẹ kêu là hai chị em ăn cơm trước rồi không về thôi. Là để lo cho hai bé trước đi, rồi mẹ chừng nào về thì mẹ sẽ ăn sao. Rồi
anh nhà mất như vậy rồi để lại hai đứa con, rồi có khi nào mà chị thấy hụt hẳn không chị? Buồn lắm mà gắng gượng lên đó cô. Dạ. Một mình người phụ nữ mà lo cho hai bé thì cũng rất là vất vả luôn. Nhà của mình sống ở đây là lâu chưa chị? Còn ổng là ổng cắt cho đó, rồi tưởng ngay chồng sống vậy. Dạ. Rồi sửa sang rồi ổng bỏ đi luôn, rồi mình cũng ở vậy luôn. Là cái từ... cây nó mục rồi, tại vì hồi xưa đó mình đi cuốn nền cái mình đẩy cây vô làm hại cho nó mục. Dạ, còn phía dách bên này em nghĩ trời mưa chắc là sẽ tạt lắm chị ha. Hôm trước này mưa dọt hết trơn. Dạ, hồi xưa là nếu mà lúc mà anh còn sống là anh làm nghề gì chị? Ra lò vô lò cũng ba tước cái nắng á. Dạ, rồi hai vợ chồng đó chung tay nhau làm. Dạ, tiết kiệm. Dạ, tiết kiệm mới xây cái dựng cái nhà này nè. Dạ. Từ đó ổng mất tới giờ là tất nhiên không có coi tới cái nhà chân, lo đi làm mướn nuôi hai đứa này không. Dạ. Không có coi tới người luôn, không có coi tới gì hết luôn, lo kiếm tiền nuôi hai đứa này. Rồi chị cũng gán mạnh mẽ lên nha, vì hai đứa con mình cố gắng trong tương lai. Thì em cũng được nghe nói là bé Mỹ Dung thì học cũng khá là giỏi. Dạ. Dù là biết là khó khăn nhưng mà em cũng cố gắng để mà theo đuổi cái việc học. Thì Mỹ Dung chia sẻ cho dì Nhàn một chút xíu về những cái thành tích mà con đạt được trong những năm học vừa rồi nha. Năm nay con học lớp 10 thì con đã thi xong hết chưa? Dạ, thi xong hết. Thành tích năm lớp 10 mà học kỳ gần đây nhất là con được loại gì? Dạ, được loại khá. Được loại khá ha. Vậy là con bị cản môn gì hay sao? Dạ, tại vì nó cần phải đủ 6 môn mới học sinh giỏi mà em chỉ có 4 môn một năm thôi nhé. 5 môn thì còn thiếu một môn nữa. Một môn đó là mình phải đạt điểm như thế nào thì mới được loại giỏi? Dạ, phải được 8.0. 8.0. Vậy là môn môn thấp điểm đó là con được bao nhiêu điểm? Dạ... 7.5 là còn 0.5 nữa thì mới đủ tiêu chuẩn ha. Thì học kỳ sau thì Mỹ Dung cố gắng lên nha. Còn dạ, thầy Trí và cô Phượng ơi, còn đây là những cái thành tích mà bé Mỹ Dung đạt được trong những cái năm học của mình. Dạ, đầu tiên sẽ là năm lớp 9 thì em có giấy khen Đào Thị Mỹ Dung thành tích học sinh tiên tiến. Dạ, lớp 8A3 thì bé được là học sinh giỏi. Lớp 6A4 thì em cũng được học sinh giỏi. Mỹ Dung lớp 5 thì được là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Lớp 4 thì em cũng học rất là giỏi luôn. Lớp 7 thì Mỹ Dung cũng được học sinh giỏi. Lớp 3 thì hoàn thành tốt. Lớp 2 và lớp 1 là hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Là trong những năm học của con thì năm nào con cũng nhận được giấy khen từ nhà trường hết. Thì đó là niềm tự hào của mẹ. Thì mẹ dù có đi làm vất vả như thế nào thì thấy hai con học giỏi thì mẹ cũng rất là vui. Lúc đó là sẽ cảm thấy hết mệt luôn. Yeah. Mỹ Dung có thấy mẹ mình vất vả không con? Có. Con có thương mẹ không? Có. Bình thường tối là ba mẹ con ngủ chung luôn hay sao chị? Ngủ chung. Rồi thường là Mỹ Dung có tâm sự với mẹ cái việc học cũng như là hai mẹ con tâm sự. Dạ. Dạ có, mà cũng nói gán đi con gán học đi. Dạ. Rồi vậy là hôm nay thì gia đình mình vui lên nha. Tại vì Tết thì sắp đến rồi. Thầy Chí và cô Phượng cũng có một phần quà lì xì Tết. Dạ. Để mà khuyến khích động viên tinh thần của Mỹ Dung sẽ học thật là tốt trong năm học tới. Dạ. Đây là lì xì của thầy Trí và cô Phượng gửi cho. Dạ. Con cảm ơn mấy. Dạ. Cô luôn. Con mở ra xem lì xì của mình nha. À, 500.000 đồng đến từ tấm lòng của thầy Trí và cô Phượng. Thì thầy cô cũng muốn khuyến khích và động viên tinh thần của Mỹ Dung trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng thật là nhiều để mà mình hoàn thành công việc học của mình. Rồi sắp tới nếu mà được thì ra trường thì sẽ có một công việc tốt để mà lo lại cho mẹ và em nữa. Dạ, cảm ơn nha cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Hộ gia đình thứ hai mà con đến thăm đó là hộ gia đình của bé Diễm. Thì hiện tại là bé cũng đang đi học và học rất là giỏi luôn cô chú, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì hôm nay con sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là thầy Trí và cô Phượng, đến để mà hỏi thăm tình hình học tập của em, cũng như là trao một cái lì xì Tết, chúc cho em năm mới sẽ học thật là giỏi, có nhiều sức khỏe luôn. Dạ, bây giờ con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà để mà thăm bé Diễm.
Dạ, em chào chị. Chào Diễm. Rồi, con ở đây ngồi với chị Nhàn nha. Dạ, hôm nay thì em thay mặt Mạnh Thường Quân đến thăm gia đình mình. Trước tiên thì em cũng xin phép hỏi thăm về hoàn cảnh của mình một chút xíu nha chị. Chị có thể chia sẻ với em về cái cuộc sống của mình hiện tại. Cháu sáng giờ cũng hơi khó khăn, tại mình có ba đứa con rồi. Chị tới ba đứa con. Dạ. Còn chồng cũng được, còn là làm thở. Giá như nó ngân học. Làm mình, đó giờ mình đi làm ở đâu hả chị? Trên Bình Dương cháu nói, cũng gần 10 năm rồi. Là cái nó lớn rồi về. Dạ, là cả gia đình mình là làm ở trên Bình Dương, hai vợ chồng. Con cái thì mình có ba đứa con. Dạ. Rồi mấy bé là học ở dưới đây hay là cũng học ở đây? Dạ. Có hai đứa thì chưa có học. Là nội. Các bé ở dưới đây thì sống với ai chị ha? Nội. Sống với bà nội. Rồi bây giờ là công việc làm của chị ở trển là nó có khó khăn hay sao mà mình về quê? Khó khăn rồi, thấy như ba đứa con cũng học hành rồi về nghỉ. Dạ. Xin việc làm ở đây. Ba bé thì cũng lớn rồi, cũng cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Dạ. Nên là chị nuôi cũng mẹ già đó. Rồi mẹ thì cũng lớn tuổi nữa. Nên là chị xin phép nghỉ về trước. Dạ. Anh thì vẫn còn làm ở trên Bình Dương. Về sao? Dạ. Khi mà mình nghỉ việc mình đi về đây thì có khó khăn gì không chị? Thấy cũng khó khăn là mình cũng nghỉ mấy ngày. Chị về đây là chị làm công việc gì hả chị? Cũng làm ở trong khu công nghiệp luôn. Khu công nghiệp rồi. Dạ. Rồi hôm nay thì không có công việc để làm nên là nghỉ ở nhà. Không có công việc nghỉ. Không có công việc công ty khách hàng cho nghỉ. Dạ. Mình anh mà làm ở trển rồi lo cho ba bé dưới đây rồi mẹ với lại chị nữa. Dạ. Rồi có đủ để mà trang trải cho cuộc sống không chị? Trang trải cũng trở lại cũng trển thất nghiệp nữa. Tại vì khi mà làm trên Bình Dương thì em biết là sẽ tốn kém về ăn uống nè, rồi thêm vậy là nhà trọ nữa, rồi tiền xăng xe đi lại nữa. Bé uống sữa. Bé Diễm này là lớn nhất hay là sao chị? Bé thứ ba. Bé ba. Còn bé thứ hai. Thứ hai thì nhỏ nữa. Dạ, bé thứ hai còn đi học không chị? Không, nghỉ nó bệnh rồi cho nó. Còn bé nhỏ nhất thì 3 tuổi. 3 tuổi là còn uống sữa. Dạ, còn uống sữa. Cũng rất là nặng lo luôn. Chào Diễm nha, em xin phép hỏi thăm về việc học của bé một chút xíu nha chị. Dạ. Con giới thiệu cho dì Nhàn biết là hiện tại là con học lớp mấy, rồi học ở trường nào nha. Dạ, hiện tại con đang học ở lớp 7A1, trường trung học cơ sở Hòa Bình Thành. Hiện tại là con học lớp 7 rồi, con có thấy khó khăn gì trong việc học không Diễm? Dạ, có khó khăn về những kiến thức mới, bị hơi bị yếu môn tiếng Anh. Yếu môn tiếng Anh ha. Thường là ở trường thì con đi học là một ngày 2 buổi luôn hay sao con? Dạ, trong một tuần là có 2 buổi. Hai ngày học 2 buổi. Diễm học giỏi nhất là môn nào? Học giỏi nhất là môn toán. Môn toán, còn môn gì nữa không? Còn mấy môn kia thì cũng hơi được. Dì Nhàn hỏi thăm con gì, con có thấy hồi hộp không? Mà dì Nhàn thấy con căng thẳng quá chừng luôn. Mình cứ bình thường thôi nha. Bé có nụ cười rất là sáng luôn, rất là dễ thương. Khi mà đi học vậy rồi thấy mẹ lo trang trải cuộc sống rất là khó khăn, rồi Diễm có thấy thương ba mẹ không? Dạ có. Rồi đó giờ là con sống xa ba mẹ hả? Thường thường là Tết mẹ ba mẹ mới về hay sao con? Dạ có Tết về, chứ có những buổi, những ngày nghỉ hè thì đi lên chơi. Rồi lên trên ba mẹ chơi. Thường khi mà lên trên Bình Dương chơi đó thì con ở chắc là ở trong nhà trọ không hả? Dạ. Tại vì ba mẹ đi làm thì đâu có thể nào mà ở nhà xuống với con được. Rồi bây giờ là mẹ là quyết định đi về quê để mà sống với mấy chị em, mà con có vui không? Dạ vui. Có vui thì học thật là giỏi lên cho ba mẹ vui lòng nha. Dạ. Diễm chia sẻ một chút xíu về những thành tích học của con trong những năm mà con đi học cho dì Nhàn cũng như là thầy Trí và cô Phượng biết nha. Dạ. Đây là những cái giấy khen. Giấy khen nhỏ. Dạ, thì bé học rất là giỏi luôn thầy cô ơi. Ở đây thì đây là toàn bộ những giấy khen mà bé có. Cái này là chắc là cũng còn nữa hả chị ha? Này là sơ sơ thôi. Lớp 3 thì Diễm được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Lớp 4 bé Diễm được học sinh xuất sắc luôn, quá giỏi. Lớp 5 thì bé được học sinh xuất sắc. Một cái giấy khen rất là chỉnh chu luôn cô chú anh chị và các bạn.
Mặc dù là hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn nhưng mà em thì học rất là giỏi. Lớp gần đây nhất là lớp 6 đó cô chú, thì sẽ là học sinh giỏi. Học học kỳ rồi của lớp 7 là bé Nhiễm được loại gì con? Dạ con được loại tốt. Loại tốt luôn. Vậy là môn nào học cũng giỏi đều đều hết trơn. Dạ. Tại vì cả năm thì mình mới nhận được cái giấy khen như thế này. Từ lớp 1 tới lớp 2. Hằng ngày đi học thì mẹ có bỏ túi cho Diễm để mà đến trường không con? Dạ có. Thường con đi học thì sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 15. 15 ngàn thôi. Từ nhà con đến trường thì có xa không? Dạ cũng không xa lắm. Con đi học bằng phương tiện gì vậy Diễm? Bằng xe đạp điện. Bằng xe đạp điện thì ba mẹ cũng sắm sửa đầy đủ cho Diễm để mà trang bị khi mà đến trường. Giờ hiện tại là cũng gần tới Tết rồi. Diễm có muốn là mẹ dẫn Diễm đi sắm đồ Tết hay là đi chơi Tết không? Dạ muốn. Con muốn sắm bao nhiêu bộ đồ Tết? 2-3 bộ rồi. 2-3 bộ là được rồi, cũng rất là khiêm tốn luôn. Tết năm nay là Diễm nghỉ được nhiều không con? Dạ con nghỉ được 2 tuần. 2 tuần. Trong thời gian đó là con có lên lịch là mình sẽ làm gì để phụ mẹ với lại vui sưng đón Tết không? Chưa tính tới ha. Dạ thì năm mới Tết đến thì em cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là thầy Trí và cô Phượng, có gửi một phần lì xì Tết đến cho bé Diễm. Một phần là khích lệ tinh thần học tập của Diễm, vì là dù là nhà mình có chút khó khăn nhưng mà em thì học rất là giỏi. Đây là phần quà của thầy Trí và cô Phượng gửi tặng cho con nha. Con cảm ơn cô Trí và thầy Trí và cô Phượng an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc, tiền vô dư nước ạ. Con có biết chúc Tết bằng tiếng của dân tộc mình không? Dạ. Con không có biết rành ha chị. Dạ. Dạ. Chị gửi vài lời đến thầy Trí và cô Phượng chị nha. Dạ. Dạ vậy. Cô cái thầy Trí. Dạ. Trí và cô Phượng. Dạ. Tết ăn Tết vui vẻ. Dạ em cảm ơn chị, chúc cho chị và gia đình sẽ có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Con mở lì xì ra xem giùm nhẹ nhàng nha. Số tiền là 500.000 đồng đến từ tấm lòng của thầy Trí và cô Phượng. Dạ thầy Trí và cô Phượng ơi, ngày hôm nay thì con cũng rất là vui và hạnh phúc khi được thay mặt cho thầy cô đến gửi tặng cho hai bé học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà học rất là giỏi. Thì con cũng thay mặt cho các gia đình xin kính chúc cho thầy cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe trong năm mới, luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ.